Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi trọn đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quá Lâm Chi Miêu sau 61 tuổi. Nếu như nắm chắc được điều này, hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, sau năm 61 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Tử vi hé lộ, cuộc đời người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, được trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn chạy về két, về già an nhàn hưởng phúc. Thưa quý vị cô bác tuổi Quý Mão thân mến, có bao giờ cô bác nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong lận đận? Chắc chắn là từng có lúc cô bác than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc cô bác thấy bất đắc dĩ, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý. Cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ cô bác nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Cuộc sống giàu sang thành công hẳn là ước mơ của nhiều người phải không nào? Nhưng đời không phải lúc nào cũng như ý, càng khó khăn hơn khi ta dần bước vào tuổi già. Các chuyên gia cho biết, để giàu có ở tuổi hậu vận thì may mắn là chưa đủ, đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, tài năng, kiên trì, sự tự tin và khôn khéo trong quản lý tài chính. Đặc biệt, các thầy tử vi còn hé lộ, tuổi Quý Mão là số ít con giáp may mắn, nhờ đức năng thắng số mà làm nên đại nghiệp ở tuổi hậu vận. Không những vậy, nếu như con giáp này nắm bắt được những dấu hiệu nhận biết mình được thần Phật che chở và được Minh Đường Tử Vi nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay, thì cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn rất nhiều, đường quan lộc thuận lợi, tiền bạc ầm ầm kéo về, sung túc, dư giả thêm bội phần, càng già càng giàu có, cuộc sống đủ đầy viên mãn và như ý. Vậy, những dấu hiệu may mắn chứng tỏ bạn được thần Phật phù hộ là gì? Con giáp này cần phải nắm bắt ngay để có quãng đường hậu vận, bình an, hưng vượng, viên mãn. Xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi theo dõi, lắng nghe và chiêm nghiệm lá số cải vận của chính mình ngay sau đây. Quý vị thân mến, nếu bạn tin vào mệnh số, mong bạn hãy hiểu, không có một vị thần linh nào quản lý mệnh số, mà lại mong bạn bỏ của cải cả, chẳng có lợi lộc gì ở đây. Khi một con người từ bỏ mọi thứ, chán nản, buông xuôi, mọi thử thách trong cuộc đời bạn đều đi theo những dòng nghiệp lực, những hạt mầm không tốt do bạn đã từng gieo trong những phút vô minh của cuộc đời. Nên khi có chuyện xấu xảy ra mà bạn phải suy tư đối diện, hãy hoan hỷ từng giọt nghiệp lực tiêu tan, chính là cơ sở cho sự bình an dần thành hình. Lại nói, trời không bắt cá phải bay, không bắt chim phải bơi lội, nên những khó khăn của cuộc đời con người đều luôn ở trong khả năng bản thân có thể xử lý. Lẽ dĩ nhiên, khi bạn đối diện với vấn đề, bạn hay tự cho rằng những người xung quanh không phải người trong cuộc, nên họ không hiểu được độ khó của vấn đề, sự quanh co của nỗi niềm vất vả. Nhưng bài toán càng khó, chứng tỏ vị trí của bạn càng cao, tiềm năng của bạn càng lớn. Ví như bạn đã học đại học, thì bạn phải thi toán cấp đại học. Đừng nhìn sang người mới cấp 2 mà nghĩ rằng sao họ nhàn thế, vì toán của họ đơn giản chỉ là toán của cấp 2, nên có người chỉ vắt tay lên trán lo tiền triệu, lại có người phải hối hả vì tiền tỷ, hay khó nhất là những người tiền mất tình tan, sức khỏe bất ổn, chạm đáy của nhân sinh, chạm đỉnh của nỗi muộn phiền. Và tin nhắn cuối cùng mà bạn nên hiểu, không ai muốn bạn gục ngã cả, có những người không giúp bạn được, nhưng họ đã cầu nguyện không ngừng cho bạn, hồi hướng chất chiêu từng giọt công đức. Mong bạn kiên cường, vững tâm, có những người dù sức nhỏ bé cũng đã cố gắng hối hả ngược xuôi để đẩy con thuyền của bạn nhích dần, có những người lựa chọn bàng khoan, vô tâm, hoặc nói lời xúc xỉn là để bạn có thêm động lực từ sự nghịch cảm xúc, sự bị khinh thường của nhân sinh, có những người tranh thủ hại bạn.
bỏ đá xuống giếng chính là lấy một phần phúc của họ mà bổ trừ sang phần nghiệp của bạn. Nên dù tốt dù xấu, người đời đều đang giúp bạn theo một cách nào đó. Thần linh không mong bạn bỏ cuộc, người đời không trông bạn buông xuôi. Còn lại, bạn bao tuổi rồi, 40, 50, 60 hay 70? Đời sống chỉ có một lần sinh tử, bạn còn chẳng ngần ngại. Bạn sợ cái gì mà không chiến, tiếc nuối gì mà không cược cái mệnh của mình lên bánh xe vận số. Xem bên nào là bên có thể mỉm cười đến cuối, cứu bạn. Một người đang bẩn thần lạc lối, đang mang trong đầu những suy nghĩ sinh tử để giải thoát tâm tư, hãy kiên cường lên nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người tuổi Mão, hay còn gọi tuổi mèo, là con vật được xếp hàng thứ tư trong tử vi học phương Đông. Mèo là một dấu hiệu của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Với trí thông minh cũng như sự sáng suốt của mình, mèo luôn là người bạn thiệp, giỏi ngoại giao. Vì thế họ quen biết rộng rãi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Với óc sáng tạo phong phú, những chú mèo dịu dàng luôn tìm đến thế giới âm nhạc và hội họa. Ta dễ dàng thấy rằng nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực y khoa, thiết kế âm nhạc và thời trang. Thêm một nét tính cách đáng yêu của mèo là họ rất tinh tế, biết quan tâm đến người khác, biết lắng nghe và cảm thông. Họ cũng có lòng trắc ẩn có thể giúp họ thành công trong các công việc như nhà trị liệu, bác sĩ, y tá hay nhà tâm lý. Những người tuổi Mão cũng có khả năng kinh doanh và giao tiếp tuyệt vời. Người tuổi Mão thường có cuộc sống yên ổn, bình an. Điều này do bản thân tính cách người tuổi Mão chi phối. Môi trường sống yên bình là môi trường họ ưa thích. Do đó, người tuổi Mão đa số hài lòng với hoàn cảnh hiện có. Nói cách khác, họ chẳng có ước mong gì lớn lao, to tát. Vì vậy rất ít người sinh năm Mão làm những việc rầm rộ, lập nên những thành tích chói lọi. Nếu biết hợp tác chân thành với bạn bè, với tính cách của người tuổi Mão, cuộc đời họ sẽ không gặp phải sóng gió, trở ngại lớn lao. Cuộc sống diễn ra êm đềm đúng như họ muốn. Suy cho cùng, bản thân cuộc sống ấy đã đủ để bao người ước ao rồi, thì họ còn phải đòi hỏi cao xa gì? Nếu mong muốn cao xa, chưa biết chừng sẽ gặp nhiều trắc trở, bất lợi. Người tuổi Mão đối xử với mọi người khẳng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, rộng rãi. Nói chung, người tuổi Mão có cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc. Song cũng chính sự lạc quan vốn có, những mối nhân duyên tốt đẹp, không tính toán nhỏ nhặt, nên người tuổi Mão chả mấy tích cóp, một khi dư giả trong tay thì tiêu xài thoải mái. Không có điều độ, họ luôn mua sắm thỏa thích, thích thú vô cùng trước những món đồ xa hoa, những thứ mới lạ. Do đó họ thường xuyên rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Hơn nữa, họ không biết quản lý chi tiêu tiền bạc, cứ có tiền là tiêu. Vì vậy, tuy có khả năng kiếm tiền, song họ không phải là người phú quý, giàu sang. Nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Năm Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác. Đây là đặc tính tự nhiên, vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của những người tuổi Mão là một sự thay đổi so với ba cung tuổi đầu tiên, nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt, bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm. Với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Người tuổi Mão rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy khi gặp phải hoàn cảnh éo le, bất trắc.
dù cởi mở, dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm, an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Mão trở thành kẻ nhu nhược và cơ hội vì họ là người an phận trong cuộc sống. Họ không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Họ ăn nói lưu loát, có tài và rất tự trọng, khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Họ cũng thích bịa chuyện, nhưng bịa đặt rất tinh khôn tài tình. Những điều bị ổi họ luôn tránh đề cập trong câu chuyện. Người tuổi Mão rất gắn bó với những ai họ cảm mến, không mặn mà với họ hàng, bè bạn. Họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận. Họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Mão thuộc loại ưu tư, dễ mủi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Người tuổi Mão là những con mọt sách, nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc, đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại hơn thiệt. Nhiều dân tộc châu Á rất dè dặt khi cư xử với người tuổi Mão, bởi họ tin rằng đám phù thủy thường vẫn mượn lốt những giống vật vô hại như loài này để trà trộn với người trần gian. Người tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Họ khá phụ thuộc, đặc biệt cảm thấy vui vẻ khi được chuyện trò cùng bạn bè thân quen. Thật vậy, họ là những người thích tám chuyện nhất đấy. Trong cuộc sống gia đình, Mèo là trung tâm, đó là do họ luôn để dành toàn bộ tiền bạc và công sức để tạo nên một không gian sống đáng yêu nhất. Khiếu thẩm mỹ sẵn có sẽ giúp họ trang hoàng tổ ấm của mình, vừa nhí nhảnh, vừa tinh tế, với lòng đam mê nghệ thuật. Họ luôn dành thời gian cho những gì liên quan đến lĩnh vực này. Hãy nhìn đồ vật xung quanh họ xem cả một kho báu đấy chứ. Xanh lá là màu dành cho người tuổi Mão. Người tuổi Mão thích làm đẹp, ưa trưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Họ không tiếc tâm sức, tiền bạc để sắm thêm những bộ trang phục hào nhoáng, đẹp đẽ cho mình. Cho dù không dư giả gì về kinh tế, họ cũng sẽ gắng hết sức làm cho mình cũng lộng lẫy, lịch sự như ai. Do quá chăm chút đến vẻ ngoài, nên rốt cuộc họ chỉ biết tiêu tiền vào việc làm đẹp cho bản thân. Không có thời gian quan tâm tới việc làm, phong phú tâm hồn, khiến họ giống như cái lọ hoa chỉ để ngắm, chứ ít khi để dùng. Người tuổi Mão là người gặp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đúng như trong thần thoại Trung Quốc, mèo tượng trưng cho sự trường thọ, tinh danh và khôn ngoan. Mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu, cách sống nhân ái, dịu dàng, có phần thận trọng, bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện. Người tuổi Mão thích sống trong môi trường yên tĩnh, hòa thuận, thoải mái. Họ là người kín đáo, yêu nghệ thuật và giàu óc phán đoán. Họ rất thích hợp với những công việc liên quan đến chính trị và hành chính. Song đôi lúc họ lại tỏ ra vui giận thất thường. Họ sẽ trở nên xa cách với môi trường, hoàn cảnh của mình hoặc lạnh nhạt thờ ơ với mọi người. Những khi như vậy, tuổi Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm, thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Tuổi Mão là những người khéo léo trong việc cất giấu tình cảm của mình. Họ có thể đánh lạc hướng đối phương bằng những hành động thờ ơ, lạnh lùng, khiến người khác dễ hiểu lầm. Những người này cảm thấy ngại ngùng khi phải thể hiện những tình cảm của mình, bởi vậy họ chọn cách âm thầm giấu kín. Phụ nữ tuổi Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động, cử chỉ dịu dàng, ân cần. Họ phóng thoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình. Xuất hiện trước đám đông, cô nàng này luôn thu hút được mọi sự chú ý, lúc gợi cảm bởi những chiếc váy sexy, lúc mạnh mẽ với những trang phục cá tính. Phụ nữ tuổi Mão thích làm đẹp, trở thành người nội trợ trong gia đình hơn là tham gia kiếm tiền, xây dựng kinh tế gia đình. Họ luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm tới những người thân xung quanh, đặc biệt là hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác, bởi vậy họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ. Đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả. Điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm.
họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với bất kỳ ai trong giới hạn có thể. Người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết các phương diện của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xét phương diện sự nghiệp. Căn cứ tử vi 12 con giáp theo lịch âm, nhận thấy có nguyệt lệnh lâm quan trợ giúp mà con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Mão bằng phẳng, hanh thông hơn rất nhiều người, cô bác nên tranh thủ lúc này để tập trung vào công việc, từ đó gặt hái những thành tích cao. Với người làm công ăn lương, bạn luôn chăm chỉ, tích cực làm việc, ngay cả khi mọi người xung quanh đều chỉ muốn nghỉ ngơi, thoái thác trách nhiệm, càng nhiệt tình làm việc, bạn càng được lòng cấp trên và học được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của bản thân nên đưa tập thể ngày một phát triển đi lên. Tất nhiên quá trình đó không tránh khỏi va vấp, song mọi người luôn biết động viên nhau cùng tiến bộ, kết quả là cùng gặt hái được thành công. Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp nhận định, dù công việc đang tiến triển thuận lợi đi nữa, bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp xếp công việc cho hợp lý. Bạn không nên nhận nhiều công việc đến mức vượt quá sức của mình. Để thành công bạn cần phải có cả một quá trình, nóng vội chưa chắc đã đem lại hiệu quả như mong muốn. Xét về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Quý Mão nhìn chung cũng khá sáng sủa, bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì công sức càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Với người làm công ăn lương, bạn được nhận tiền lương, tiền thưởng vì những thành tích cao đóng góp cho tập thể, một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương, đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng và tin tưởng vào tương lai của mình. Với người làm kinh tế, bạn khá xông xáo, nhiệt tình nên sẵn sàng thử sức mình trong những hạng mục khác nhau, từ đó thu về khoản lợi nhuận túc tắc. Ngoài ra, với cách đánh giá vấn đề đúng đắn, bạn cũng lường trước được những nguy cơ để tránh xa ngay lập tức. Tất nhiên, để kiếm được tiền về đầy túi, bạn cũng sẽ phải khá vất vả, bôn ba nếu có việc cần phải đi công tác xa. Hãy luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tránh trục trặc giữa đường. Ngoài ra, cần cẩn thận khi tham gia giao thông, nếu không dễ để xảy ra sự cố phải mất tiền khắc phục. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Quý Mão được cả hai cát tinh là Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, Thái Dương còn cho thấy nam mệnh được dự đoán sẽ có đào hoa nhìn hơn nữ mệnh, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới. Với những đặc điểm nổi bật cả về ngoại hình và tính cách của mình, tuy nhiên để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ hay vội vã quá mức. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới bởi thời gian này bạn có thể sẽ có nhiều mối liên hệ xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây ra hiểu lầm. Xét phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Quý Mão nhận thấy về sức khỏe trong thời điểm này, chỉ cần bản mệnh chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng dễ khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng hoặc thêm thuốc bổ, nhưng cũng chớ nên lạm dụng và cần có tư vấn y tế của bác sĩ. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Quý vị thân mến, ai cũng có tâm niệm riêng cho bản thân, người thắp nhang thì thường đi chùa cầu được trời Phật che chở bình an, người theo đạo Thiên Chúa hoặc những tín ngưỡng khác cũng có tâm niệm về đức thánh riêng của mỗi đạo, nhưng có những người chăm chỉ lễ bái, xưng tội nhưng cuộc đời vẫn gặp khổ ải liên miên, có những người lại không mấy khi mâm cao cỗ đầy dâng Phật, nhưng cuộc sống lại cứ bình yên, thư thái, tại sao lại có nghịch lý như vậy, liệu có phải tồn tại những người được Phật che chở, ban phước lành nhiều hơn những người khác không? Hãy để ý quan sát kỹ hơn một chút, bạn sẽ hiểu tại sao có những người lại đắc phúc báo, như thể được bề trên che chở như vậy. Đó là vì họ có 7 điểm sau đây, mời quý vị chiêm nghiệm. 1. Người có niềm tin và sống theo nhân quả. Nhân quả là quy luật tối cao và toàn diện của vũ trụ, nó vượt lên cả những tôn giáo và trên cả tầm của những bậc giác ngộ. Thế nhưng nhiều người tin, còn rất nhiều người không tin, bởi vậy mới gọi là xã hội, có đen, có trắng, có xấu, có tốt. Họ tạo ra cái ác sẽ tạo nghiệp chướng, và nhân quả chính là con cái, người thân, đời sau của người ta sẽ phải hưởng hết và gánh chịu. Còn nếu bạn biết có nhân, có quả, thì sống lương thiện thật tốt, sống đúng với đạo trời và làm việc thiện, yêu thương nhau, thì bạn luôn gặp điều tốt, được những người xung quanh yêu mến,
giúp đỡ. Người được thần Phật che chở, luôn quan niệm nhân quả luôn có thật, sống tốt sẽ nhận được phúc báo, sống ác sẽ phải nhận quả báo, nhờ vậy họ luôn sống lương thiện, hành xử chuẩn mực đúng với đạo trời, như vậy đường đời của họ luôn rộng mở, lúc khó khăn chắc chắn gặp được quý nhân phù trợ, xua tan xui rủi, hãy chăm chỉ bố thí giúp đỡ người khác nhé. Trong Phật giáo, bố thí là hành động giúp tạo ra những cá nhân tốt đẹp, giúp mỗi người gặt hái phúc đức vô lượng. Bố thí không chỉ liên quan đến mặt vật chất hay còn gọi là tài thí, mà bên cạnh đó đó còn có bố thí pháp, những điều hay lại phải khuyên nhủ người khác, và bố trí vô ý nghĩa là làm cho người khác không sợ, hết sợ, chẳng hạn như sợ già, sợ đau, sợ ốm, sợ chết, nghĩa là khi làm từ thiện chúng ta phải biết tôn trọng người mình giúp, không có ý coi thường, khi trao quả phải hết sức vui vẻ, trân trọng và khiêm hạ. Khi giúp đỡ người khác, không nên chỉ dừng lại ở vật chất mà còn phải nghĩ đến mục tiêu, tinh thần, tình yêu thương, sự đạo đức, giác ngộ. Khi mình làm từ thiện giúp người thì theo nhân quả mình sẽ được giàu sang, quả báo lành sẽ tới. Nhưng đừng nghĩ không chỉ giúp vì tình yêu thương, trân trọng con người. Khi quả báo tới, hãy nguyện với Phật, sẽ dùng phước này hồi hướng cho mọi người, khắp mọi nơi để làm phước. Một việc thiện nhỏ cũng không được phép bỏ qua. Trong cuộc sống, chúng ta thấy quanh mình có một số người rất giàu có. Sở dĩ tiền bạc kiếp này dồi dào như vậy là bởi kiếp trước họ đã gieo hạt giống bố thí cho rất nhiều người. Họ bố trí một cách vui vẻ nên mới có được phúc báo như vậy. Hiểu lời Phật dạy về làm từ thiện, chúng ta nên vứt bỏ những suy nghĩ tham lam, giận dữ hay chuyện cầu tiền tài. Hãy chăm làm từ thiện, bố thí giúp người giúp đời. Kiếp này bạn gieo nhân thiện lương, kiếp sau bạn sẽ được hưởng quả thiện. 3. Người nói năng cư xử trân trọng, nhẹ nhàng với người khác. Người xưa thường nói, bệnh từ cái miệng mà vào, họa cũng từ cái miệng mà ra. Bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình. Đó cũng là một đức tính tốt đẹp, cần tu dưỡng. Những lời nói tích cực, động viên mọi người xung quanh có giá trị rất lớn. Bạn chỉ có thể động viên người khác vì bạn hiểu họ, nhìn thấy điểm tốt của họ, giúp họ cố gắng hơn, tự tin hơn và thành công hơn. Khi bạn động viên được người khác là bạn đã có thêm những người bạn tốt hơn rồi đó. Ai cũng có những mặt tích cực và tiêu cực, ai cũng có những sai lầm. Ai cũng có một quá khứ, nhưng họ cũng có những tương lai, và tương lai này lại được xây dựng từ niềm tin của chính họ và của những người xung quanh. Nếu bạn biết chắt lọc tinh hoa của người khác, thì bạn sẽ có những cộng sự rất tuyệt vời trong mọi hành trình của cuộc đời. 4. Người luôn có lòng biết ơn sâu sắc. Đôi khi bạn biết ơn việc người khác đã làm cho bạn, nhưng bạn lại không nói lời cảm ơn vì cho rằng như vậy là khách sáo. Đặc biệt là đối với người thân của bạn, cứ như vậy, bạn sẽ cảm thấy mọi việc họ làm cho bạn là đương nhiên. Tuy nhiên, bạn đang đánh mất cơ hội làm cho bản thân và gia đình hạnh phúc hơn đấy. Và khi bạn nhận được sự giúp đỡ của ai, bạn cảm ơn là bạn đã ghi nhận tấm lòng của họ. Cả bạn và họ đều cảm thấy hài lòng hơn, hạnh phúc hơn. Người được cảm ơn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và họ sẽ giúp cho bạn nhiều hơn. Còn bản thân bạn thì trân trọng sự giúp đỡ của mọi người hơn. Bạn cũng sẽ ghi nhận và báo đáp lại họ. Sự tốt bụng của bạn sẽ được nuôi dưỡng ngày càng lớn và bạn sẽ có thói quen giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn. 5. Người luôn bao dung, thông cảm cho người khác. Sự bao dung chính là bố thí rất lớn. Khi bạn có lòng bao dung, biết yêu thương muôn loài, bạn sẽ có sự thành công vĩ đại như mặt đất kia luôn bao dung tất cả. Nên có được tất cả, sự bao dung đi đôi với kiên trì, kiên nhẫn để giúp ai đó hiểu một điều gì đó đều cần có thời gian. Muốn xây dựng sự nghiệp lớn, bạn cần chú ý tới những điều sau. Khi có đủ tiền sẽ có đủ người tài, khi có đủ khiêm tốn sẽ có được người tài, khi có đủ sự hiểu biết, tầm nhìn sẽ dẫn dắt được người tài. Khi có đủ sự bao dung thì sẽ giữ được nhân tài. Muốn xây dựng sự nghiệp lớn, bạn cần có sự đoàn kết lớn. Trong một tập thể lớn, bạn cần có đủ lòng bao dung. 6. Người không ngại nâng đỡ, giúp người khác đạt được thành công. Đây là bố thí cao nhất và khó nhất, nhưng nếu bạn làm được thì bạn sẽ trở thành người siêu giàu có và hạnh phúc. Ví dụ, khi bạn là trưởng phòng của một công ty, bạn giúp người khác có đủ kỹ năng và kiến thức để đạt vị trí trưởng phòng. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội để đạt được thành tựu lớn hơn, vị trí cao hơn nữa. Khi bạn đạt được thành công công việc nhất định, hãy giúp nhiều người cùng đạt được sự thành công như bạn. Và bạn sẽ có sự thành công mới lớn hơn thế rất là nhiều. Sự thành công mới này bao gồm cả hạnh phúc vì đã giúp được nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn. 7. Biết giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, có sức khỏe mới đủ sức làm việc, kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống. Nên nhớ, tiền bạc khi mất đi có thể kiếm lại được. Nhưng một khi sức khỏe mất đi, bạn sẽ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế nên tiền kiếm được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, nhưng nếu tổn hại đến sức khỏe, hãy biết điểm dừng,
Đừng tốn quá nhiều thời gian vào những cuộc chơi vô bổ, hãy biết rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng đúng cách và hợp lý. Đức Phật với lòng từ bi bác ái của mình, nên con người hy vọng khi bái Phật sẽ được trừ tội ác, từ đó có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Tuy nhiên, có những người có bái cũng vô ích, Đức không thể độ, không thể ân xá cho tội của chính họ gây ra. Những người như vậy, dù chăm chỉ bái Phật, chỉ giúp tiêu trừ tội ác trong lòng, chứ nào nhận được sự che chở của Đức Phật. Có thể trong suy nghĩ của những người này, bản thân bái Phật nhiều thì đã gội rửa được ác nghiệp, trở thành người tốt, thế nhưng hành động bái Phật cầu phúc của họ là vô nghĩa. Sau đây chính là ba kiểu người Phật không thể bảo hộ, che chở được. 1. Kẻ bất hiếu. Từ xưa đến nay, hiếu thảo được xem là đức hạnh hàng đầu của con người. Một người dù thành đạt đến đâu, nhưng nếu không hiếu thảo với cha mẹ, thì vẫn không được coi là người có tư cách đạo đức tốt. Trong kinh Nhẫn Nhục, lời Phật dạy điều lành cao tột đỉnh chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Nhà Phật vẫn luôn đề cao luật nhân quả. Do đó, một người không làm tròn chữ hiếu là đang tự tay phá hoại phúc báo của bản thân. Người này cũng không thể thành tâm tu tâm dưỡng tính như lời Phật dạy được. Dù có hết lòng bái Phật thì cũng vô ích, cuộc đời gặp chông gai cũng thường tình. 2. Người đa nghi muốn được phù hộ thì phải thành tâm. Hoàn toàn có lòng tin vào Đức Phật, người không tin hoặc nửa tin nửa ngờ thì việc bái Phật cũng vô ích. Nhờ trí tuệ vô biên của một bậc toàn giác, Đức Phật biết hết mọi điều và có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Con người nếu trong tâm sinh lòng nghi ngờ Đức Phật, vậy thì dù cho có ngày ngày lễ bái Phật thì cũng là đang lừa gạt Ngài, làm theo hình thức bên ngoài mà thôi. Sự nghi ngờ này không phải là ngờ vực sự hiện hữu của Đức Phật, mà là muốn được hưởng phước, nhưng không chịu tu tâm dưỡng tính, miệng nam mô, nhưng bụng thì tham sân si choán hết chỗ. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Kết quả của dối Phật chính là không bao giờ được Ngài độ mệnh. 3. Người không biết hối cải, sửa đổi. Đức Phật dạy trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Con người không ai là hoàn hảo, khó tránh được lúc mắc sai lầm. Người nào biết nhận ra sai lầm và sửa lỗi sẽ được người khác kính trọng. Họ cũng sẽ tự nhìn nhận bản thân để học hỏi những điều tốt hơn. Kiểu người này sẽ luôn được thần Phật che chở. Người biết nhận ra sai lầm, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa, cũng như lời Phật dạy về phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Con người biết mình làm sai nhưng không hối cải thì dù đi bái Phật cũng không phải thật lòng, họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng có chút áy náy nào. Người thường cho mình là đúng, người khác sai, đó chính là tư duy bảo thủ, đề cao cái tôi vì sợ mất giá trị bản thân, sợ bị người khác coi thường, nên dù biết có lỗi nhưng họ vẫn không chịu nhận lỗi. Kiểu người này không bao giờ biết nói hai từ xin lỗi. Theo nhân quả báo ứng nhà Phật, người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật không bao giờ phù hộ người như vậy. Quý vị thân mến, Phật giáo có câu nói như thế này: muốn biết về quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại, nó là kết quả. Muốn biết về tương lai, hãy nhìn vào hiện tại, nó là nguyên nhân. Người biết yêu thương, trân trọng con người và cuộc sống sẽ luôn được Phật phù hộ che chở. Ngược lại, người sống ích kỷ, nhỏ nhen, quen làm điều không hay sẽ tổn hao đến phước đức, khiến những kiếp sống sau trở nên khổ sở, bần hàn. Trong cuộc đời hữu hạn, hãy luôn biết tu tâm dưỡng tính, tích đức, hành thiện, xem đó là mục đích sống mỗi ngày, quán chiếu bản thân cả từ lời ăn, tiếng nói, đến cử chỉ, hành động. Có như vậy bản thân mới được Đức Phật phù hộ, cuộc sống được an yên, hạnh phúc. Vâng, thưa cô bác tuổi Quý Mão, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy giữ thật chắc bốn con át chủ bài này để tuổi già không còn là nỗi ám ảnh. 1. Sức khỏe ổn định và tinh thần tốt. Thông thường, khi về già, con cái của bạn cũng gần như ở tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bạn có thể tích lũy được khoản tiền để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu. Song tiền đề của những tháng ngày an nhàn, tuổi già lại là một cơ thể khỏe mạnh. Khi tuổi già đến, sức khỏe thường suy giảm, bệnh tật cũng bắt đầu tìm đến, chẳng hạn, xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi bạn ở độ tuổi 22, 30. Chính vì vậy, tưởng rằng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống, đôi khi lại chính là những ngày tháng bạn phải chống chọi với những căn bệnh. Vì lý do này, nhiều người giảm dần sự hứng thú trong cuộc sống vì đeo trên vai cảm giác là gánh nặng cho con cái. Vậy nên, dù giàu có, địa vị có cao đến đâu, sức khỏe ổn định,
và tinh thần tốt luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để có những ngày tháng tuổi già an nhàn, thảnh thơi. 2. Một người bạn đời. Cuộc đời này người bên bạn lâu nhất không phải là bố mẹ, con cái, cũng không phải anh em hay bạn bè, càng không phải đồng nghiệp hay người yêu, mà là người bạn đời. Đây thực sự là người sẽ chung sống bên bạn suốt đời, bạn bè dù có chân thành cũng không thể bên bạn mãi mãi, bố mẹ dù có tốt cũng không thể luôn ở bên bảo vệ bạn, con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh bạn, anh em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày, chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn gọi là bạn đời mới có thể chung sống bên bạn sớm chiều. Chính vì thế, hãy thật trân trọng người bạn đời khi còn trẻ. Vì bạn đối xử tốt và chân thành với nửa kia, nên vợ chồng mới luôn ở bên và hết lòng yêu thương bạn. Đừng đánh mất người vợ, người chồng vẫn luôn yêu thương bạn nhất. Vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên bạn lâu nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà với mái tóc bạc phơ dìu nhau đi bộ, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Để có những khoảnh khắc hạnh phúc đó, họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn ở bên nhau không rời. 3. Gia đình hòa thuận. Với những năm tháng tuổi già, điều thực sự đem đến cho bạn, bạn bình yên là một gia đình hạnh phúc và tiền đề của hạnh phúc đó. Không phải là số lượng của cải, bởi vì có đôi lúc càng nhiều tiền càng dễ gặp rắc rối. Nhiều gia đình giàu có vốn dĩ có thể sống rất bình yên và thuận hòa. Song vì tranh chấp của cải và tài sản mà dẫn đến rạn nứt tình cảm, anh em vì tư lợi mà đấu đá nhau. Cha mẹ vì thế dễ phiền lòng, vậy nên gốc rễ của một gia đình hạnh phúc đó là sự hòa thuận. Khi người trong gia đình cùng đồng lòng đoàn kết, thì dù cuộc sống có bao nhiêu hố sâu chăng nữa, thì tất cả chúng ta những người thân trong nhà sẽ dùng đủ mọi cách để giúp bạn vượt qua. 4. Tiền hưu trí. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả. Do đó, một khoản tiền để dành là thứ có thể bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta sau này. Nhất là khi về già, bởi không có tiền cuộc sống của bạn rất khó hạnh phúc hay bình yên. Nhiều người nói nuôi con là để phòng tuổi già nhờ cậy. Song thực tế bạn nên giữ cho mình một khoản tiền riêng, vì con cái cũng có gia đình riêng nên khó chu toàn mọi việc. Do đó, để tránh tình trạng khi về già, chúng ta phải đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, như con cái đối xử tệ bạc, ngay từ khi còn trẻ bạn nên có kế hoạch tài chính, cũng như các khoản dự phòng để chủ động tài chính khi đến tuổi xế chiều, hãy chủ động trong mọi tình huống rủi ro khi bản thân không còn sức lao động. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, sau năm 61 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.